Đây là chúng hôm nay chúng ta đến cái ngôi nhà này cũng là đang là hoàn thiện đúng không? Đang hoàn thiện hoàn chỉnh. Thì thực ra cái bố cục của ngôi nhà này nhìn mặt tiền có vẻ rất là đẹp đây, rất là hoành tráng đây, nhưng mà cái diện tích của nó thì hoặc là cái mảnh đất của nó ấy là không được vuông vắn, không được đẹp. Chính vì vậy là cái vị trí đặt ban thờ nó rất là khó. Gia chủ yêu cầu ấy, người thầy là đến đặt cái vị trí ban thờ làm sao cho đẹp nhất, cho tốt nhất của cái ngôi nhà này. Thì bình thường ấy, các trường phái phong thủy người ta tính toán để đặt vị trí ban thờ rất là đa dạng. Trong đó có gì, có bát trạch này, có huyền không này, có đại quái này. Nhưng mà riêng đặt bàn thờ thì nổi bật nhất là dùng tam hợp phái. Dùng tam hợp đặt bàn thờ là tốt nhất. Đó, thì chúng ta sẽ vào ngôi nhà này để gì? Để tính toán cách đặt vị trí bàn thờ. Đi cô ơi. Tầng 2, tầng 3, trên cô có lại 3 phòng ngủ. Cháu biết rồi. Trong hồ sơ thì cái tầng 3, 3 phòng ngủ thì rõ rồi. Cô có cầm hồ sơ ra đây không? Không đúng không? Trên tầng 3 chỗ này là một phòng ngủ, nhưng mà cái phòng ngủ này nó rộng thì muốn chúng ta phải xem 2P ở chỗ này được. Là đây phòng ngủ. Đây mới là phòng khách này. Đây là phòng khách. Rồi. Như vậy là cô cháu lên tầng 3 thì đã, sau đó quay sang tầng 1. Lên tầng 3 để tính một chút rồi quay sang tầng 1. Chào các bác thợ nhá. Đây là một chiếc phòng ngủ đúng không? Và đằng sau này là một chiếc phòng ngủ đúng không? Đấy đấy, cháu đang tính đấy. Rồi cháu đang tính ấy, được rồi. Tức là bên giường ở đây, cái chỗ này nó là khoảng trống. Cháu hiểu rồi, được rồi, được rồi. Cô yên tâm, xong cô qua đây. Ủa, cái gì? Cái chỗ này nó trống. Cái phần này là gì mà kín đấy? Sau nó đục lại cửa, đây là nhà nó mở cửa lại nhưng mà sau nó đục lại, nó làm cho cái phòng này thôi đúng không? Kín trong phòng này. Còn nhà vệ sinh nhà này chung bên kia đúng không? Rồi 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 rồi. Được rồi. Tức là cái phòng này nó ở trên giường ở sát đây, còn dưới đuôi kia nó là phòng. Phải trống. Rồi. Rồi, cô xuống đây. Được rồi, cô xuống đây. Đây là khu phòng gì hả cô? Đây là phòng gì? Đây chả có phòng gì cả. Đây là trống đúng không? Khách, toàn bộ khách sẽ trống đúng không? Đó, vậy thì rất là tốt nhá. Như vậy là ban thờ sẽ ở trong cùng kia. Bởi vì trên kia mình sẽ không kê giường thì đấy. Mình kê sẽ chê giường chỗ này thôi. Chỗ này thôi nhá. Đấy thì chỗ này sẽ hợp. Sẽ hợp cách về tính theo nhiều trường phái khác nhau hoặc là tính theo tam hợp phái thì đây cũng là vị trí đẹp nhất. Cái này phải bỏ đi chứ? Cái này nó là cái ống thì chỗ này là trước là định tính bếp mà. Tính bếp. Bếp ở đây cơ mà. Ừ. Bếp ở đây thì ban thờ là kia không được. Tính thế thì cái phòng bếp mà còn liệu có ở đây không? Vẫn hoàn phải bản thiết kế cũ không ban đầu không? Có. Nếu có thì ban thờ để đây thì sao được? Trước là tính phòng khách ngoài này. Ừ. Ban thờ thế để ban thờ thế để ở đầu kia. Đây. Trước là tính rồi. Nhưng vẫn đối diện nhà vệ sinh này. Nhưng mà trên này nó là phòng ngủ rồi. Vậy thì khả năng sẽ tính lại đây cô nhá. Khả năng sẽ tính lại đấy. Tính lại là khu này có thể là triển khai thành phòng bếp. Còn đấy là phòng thờ, phòng khách. Phòng thờ, phòng khách là một. Nhưng mà kia nó làm trò hết rồi. Thế tại sao cô lại không chỉ vào đấy? Còn không ấy, bữa trước
Bữa trước cháu cái thằng Nhật đã tính cái tầng tầng 3 phía trên là phòng thờ rồi. Bữa trước cháu cái thằng Nhật đã tính cái chỗ tầng 3 phía trên là phòng thờ rồi cơ mà. Tầng 3 á? Tầng 3 ấy. Tầng 3 là làm 3 tầng hết rồi, nhưng mà phòng thờ để đây dưới quá. Ở đây không ngủ trong được. Để đây cái giờ ngủ vẫn là sát đây thì cái ban thờ nó ở chỗ này này. Trước là tính cái chỗ này này. Nhưng mà giờ đối diện nhà vệ sinh này cũng không được. Đây là nhà vệ sinh mà. Đúng rồi, bây giờ chỉ có trong này thôi. Và làm riêng ra ấy, thì cái bếp là có thể là mình cái ống kia mình có thể chuyển thì nó giữ nguyên đấy, nhưng mình có thể luồn bên này sang bếp được mà. Đây là nhà vệ sinh kia này, không đặt được phòng thờ. Cháu sẽ tính toán này, cô này, cháu sẽ tính toán này. Cái phòng thờ, bàn thờ, cô chỉ có bàn thờ nhỏ gì? To á? To vậy cô phải ưu tiên đây rồi, còn bếp sẽ ưu tiên ngang ở đây. Đây là chỉ là chờ thôi. Chờ thôi mà mình đặt ống chéo được mà, sang được mà. Ống chéo sang được. Được, sang được thoải mái. Đúng rồi, họ bắt sang thoải mái mà. Vì đây mình còn lắp lên nữa mà. Nó bắt sang thoải mái, không sao. Dạ? Bếp hả? Được, ống không bàn thờ cả lăng. Bàn thờ nhà cô to bằng nào? Bàn to này gì? À, thế thì chỉ có để gian này nó mới đẹp thôi, hoặc để hẳn một bên nó mới đẹp thôi. Phòng bên này làm gì? Phòng bên cạnh này làm gì? Chẳng hạn như nếu phòng bên cạnh này không ở ấy. Cô ở luôn đây gì? Phòng này cô ở luôn đây gì? Thế cái chỗ này quay cái này có được quay. Với thằng Hiệp ngày xưa nó tính bàn thờ bé. Được. Không, quay đây, quay sang đây cũng được. Quay sang nào? Quay bên này. Bên này. Dưới này dưới gian này. Quay hướng nam được. Nhưng mà căn bản là cái bếp nằm đây. Quan trọng là cô có quyết không, là thằng Nghiệp nó ý định của nó. Tức là bây giờ mình lái cái bếp sang bên này được cái gì? Lái cái bếp thì cháu phải tính lại về phong thủy. Cháu phải mở hồ sơ ra cho xem lại mới tính được. Bếp ở bên này chỉ là chờ đấy chứ còn nấu ở dưới là chín. À thế thì cất đi. Đặt bàn thờ ở đây. Còn nấu ở dưới đi. Nấu ở dưới đi, con đàn thờ đây đã. Khi nào có phương án mới thì tính sau. Thế thế là tốt nhất. Cô hiểu ý cháu không? Đúng rồi. Đặt bàn thờ ở đây, đẹp nhất. Và bếp ở dưới kệ thôi. Sau này mình sẽ che cái phần tấm phần này đi. Mình sẽ che để là một tí ánh sáng thế này thôi. Có mà chỗ này phải cửa mà. Làm cửa kín, nóng lại, giữ cửa, lại thôi. Cửa mà, chỗ này làm cửa xe mà. Đúng rồi, kín lại là được. Ừ. Kín lại đừng có mở, vì phòng thờ thì không thể mở ra được nữa. Ừ. Chỉ có khi nào cần mình mới mở ra lấy chút khí thôi, nó đóng lại. Ừ. Đấy. Thế mà cửa là phải cửa kín. Ừ. Chứ không phải ánh sáng đâu. Cửa kính này, cửa C này này. Cửa C nhưng phải kín. Kín. Kín tối màu. Ừ. Chứ không thể là bát hương mà đằng sau nhìn ra được. Ừ. Cô hiểu gì nói không? Ừ. Đấy. Thì bếp nấu ăn nó tầng 1 chứ không phải nấu tầng 2 này cả. Đúng không? Ừ. Đây này, nấu ăn nấu dưới này này. Tầng 2 là chỉ để tầng này chỉ để thờ thôi. Phòng để chờ thôi. Chờ phòng thờ thôi. Và chờ sau này có ý định gì mới thì mình sẽ tính sau. Ừ. Ý định gì mới thì mình sẽ tính phòng mong đến bàn thờ chỗ khác. Để tính sau. Chỗ này là kính kỳ màu à? Nó phải tối, nó không được. Ừ. Cô phải nhớ bát hương để đây làm sao sau nó thông vào được. Ánh sáng thông vào được. Có đúng không? Ánh sáng chỉ ở phía trước tới chứ. Ừ. Vậy thì mình phải làm kín lại chứ. Làm kín lại. Không để hở được. Đấy, hai nữa là sau này bếp mùi nó bay qua đây làm sao bạn đưa vào bát hương này được. Không, chỗ này kín mà, chỗ này phải đóng kín mà. Thì đấy, phải kín. Kín và phải không có màu, không có ánh sáng qua được. Ừ, tức là làm màu tối. Màu tối, tối màu. Nói chung là cần nên để lên, nếu làm kính kéo đi kéo lại C ấy, thì phải lên dán giấy tối, giấy đen, giấy màu xanh. Giấy màu xanh ấy, dán hết giấy màu xanh. Kín ạ, à, đừng để hở ra đằng sau là được. Cô sẽ bảo nó làm kính màu tím. Vâng. Màu đen. Kia kìa, còn điều hòa ấy kìa. Điều hòa nếu bàn thờ ở đây, điều hòa đây không hợp lý. Hả? Nếu bàn thờ ở đây, điều hòa đây không hợp lý này. Cô nhìn thấy chưa? Thế bây giờ cô phải bảo nó chuyển điều hòa sang bên này. Nó lại lắp này ăn rồi. Nắp chưa làm xong, giờ làm lại vẫn được. Đợi đấy vẫn làm được.
chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này á? Đúng rồi. Bàn thờ đây điều hòa đây sao được, điều hòa dõi bàn thờ sao được. Chuyển điều hòa sang bên này. Nha. Giờ cô bảo vẫn làm kịp. Để nó này xong rồi thì khó. Bây giờ nó được thoải mái mà. Được rồi, chắc lại nó xong đâu. Chuyển sang đây. Đấy. Bàn thờ không để trên mà không để điều hòa được. Thì máy điều hòa được. Cô hiểu ý cho nói không? Bây giờ bảo cái bàn làm thờ cho gì kia chỗ này không được ạ? Không, ở giữa nó đẹp chứ. Cô hai được bình hai bên mà. Ai lại để dạch một bên được. Cái phòng này đẹp. Ví dụ như là bếp ở dưới rồi thì hai được bình hai bên bàn thờ giữa và hai bộ ghế ở đây chứ. Ở đây chứ. Đúng không? Đấy. Bao giờ cũng thế. Còn bếp ở tầng dưới. Thế được rồi. Nó định nhà cho thuê. Tầng 1 thì tầng 2 là nên sinh hoạt ở. Nhưng mà theo cháu thì nó làm ăn, cô làm ăn làm gì phải cho ai thuê. Nhà mình làm ăn, nhà mình tự làm ăn chứ làm sao phải cho thuê làm gì. Đúng không? Tội gì phải đi cho người khác thuê. Đã. Vâng, chuyển điều hòa sang đây. Hoặc là sang bên kia. Đấy, không ai để điều hòa chỗ đấy cả. Đấy, để sang bên này. Bảo thợ đục làm lại nhá. Cô nhá, bảo thợ đục làm lại. Đấy, cái chốt. Bây giờ về nhà cô để tính cái vị trí cổng nhà cô. Bây giờ thì cô về nhà. Đó có. Có. Thì cô đi trước thì cháu đi sau. Cô đi xe máy sẽ đạp điện gì? Cô đi trước cháu đi sau.